Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trung Nhật .vn. Và ở thời điểm hiện tại thì tớ đang có ở đây đó chính là một chiếc laptop workstation, có thể nói là sẽ rất hot trong thời gian sắp tới, đó chính là chiếc Dell Precision 5550. Đây là một chiếc máy hoàn toàn phù hợp cho các bạn nào đang cần một chiếc máy có thể làm những cái tác vụ liên quan đến 2D, 3D, hay thậm chí là những cái bạn content creator ở thời điểm hiện tại đang hoạt động trên những cái nền tảng mạng xã hội, social media như là TikTok này, Facebook hay thậm chí là cả YouTube chẳng hạn đi. Các bạn sẽ cần một chiếc máy để có thể làm những cái tác vụ liên quan đến đồ họa hay là dựng video đúng không nào? Thì rõ ràng đây là một trong số những cái sự lựa chọn mà các bạn không thể nào bỏ qua được. Và chúng ta cùng đi sâu hơn vào video ngày hôm nay để có thể khám phá xem là đây là chiếc máy sẽ đem lại cho các bạn những cái gì nhá. Thì bây giờ bắt đầu thôi. Ok, để cho các bạn có thể hiểu hơn về chiếc Dell Precision 5550 này thì các bạn cần phải tìm hiểu về lịch sử gốc gác của nó đã. Đầu tiên đó chính là vào năm 2019, với sự thống trị của những chiếc Dell Precision 5540, thì vào năm 2020 chúng ta đã được chào đón sự ra mắt của những chiếc Dell Precision 5550. Đây là những chiếc máy có thể nói là thế hệ hậu duệ kế cận của những chiếc Dell Precision 5540. Những chiếc máy đã rất thành công rồi. Và ở thời điểm đó thì chúng ta đã có một cái trào lưu gì đó ở trong cái giới cộng đồng của những người dùng Dell, đó chính là việc mà Dell Precision 5550 không phải là một bản nâng cấp đáng chú ý của những chiếc Dell Precision 5540. Sở dĩ ở đây đó chính là về việc mà chúng ta sẽ chỉ có những cái cải tiến liên quan đến cổng kết nối hay là những cái liên quan đến bề ngoài, bàn phím touchpad mà thôi, không có quá nhiều cái phần cải tiến liên quan đến phần hiệu suất. Nhưng mà đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải dành cho video tiếp theo khi mà chúng ta sẽ test hiệu năng của cả hai chiếc máy đó. Còn ở trong video này chúng ta sẽ nói về những cái điểm nổi bật của nó. Thứ nhất đó chính là về phần ngoại hình. Với đặc tính là một chiếc laptop workstation đi thì rõ ràng nó sẽ mang một cái thiên hướng gì đó nó trung hòa giữa những cái chiếc laptop gaming đang rất nặng nề và những chiếc laptop ultrabook đang có thiên hướng là rất nhẹ. Ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn đem lại cho mình một cái thiết kế nó rất là sexy, nó rất là cổ điển. Nó gợi nhớ cho mình về những cái dòng laptop XPS đã từng thành công trong quá khứ rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì đây vẫn là một cái thiết kế nó rất là iconic đến từ nhà Dell. Ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng các bạn có thể nhìn thấy này, ở phần mặt A này cũng như là phần mặt D thì nó cũng đem lại cho chúng ta một cái phần lớp kim loại thực sự rất là đẹp luôn. Cái phần hợp kim kim loại này nó sẽ đảm bảo chúng ta cái sự chắc chắn và cũng như là sự bền bỉ cần thiết cho một chiếc laptop. Kèm theo đó nó cũng sẽ khiến cho chúng ta có cho mình một chiếc máy gì đó nó trông sang xịn mịn hơn rất là nhiều. Đây không phải là một chiếc máy chỉ dành cho những anh em nào là dân thiết kế đồ họa, nó còn dành cho những cái bạn nào làm doanh nhân, làm văn phòng đều rất là ổn luôn. Kèm theo đó là ở phần mặt A chúng ta cũng sẽ có phần logo được mạ chrome bóng ở đây. Thì đây là một trong số những cái xu thế từ năm 2020 rồi, cho nên là mình sẽ không đánh giá cái điểm này. Tuy nhiên thì cái logo Dell cảm giác nó hơi bị nhỏ một chút thôi, nhưng mà nó vẫn khiến chúng ta có gì đó một chút gì đó gọi là cái định hướng thương hiệu của nhà Dell, nó rất là ok nha. Ở phần bên trong thì sao? Chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một phần kê tay. Nó vẫn được phủ carbon, nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh với cả cái thế hệ đời trước của nó là chiếc Dell Precision 5540 thì cái phần khảm vân carbon ở đây nó đã chìm hơn, nó không quá nổi bật để chúng ta có phải gọi là bị mất tập trung hay là để ý đến nó, bởi vì đây là một cái phần carbon nó sẽ bị loại bỏ trong thời gian sắp tới thôi. Nghĩa là trong năm 2020 thì nó là trend, nhưng mà ở thời điểm hiện tại nó là out meta rồi, nên là mình sẽ không đánh giá về cái khoản đó chính là nó có đẹp hay không, bởi vì đơn giản thôi nó tùy mắt mọi người. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình nghĩ đây là một cái thiết kế nó đã cũ rồi. Còn bây giờ nếu như chuyển vào phần bên trong thì ngoài phần màn hình mà mình sẽ nói ở phần sau thì chúng ta cũng sẽ có cho mình một phần mặt C. Ở đây thì phần mặt C của nó sẽ được bố trí ở đây, đó chính là một phần bàn phím, một phần touchpad nó rất là lớn luôn, và kèm theo đó là cái phần kê tay của nó cũng sẽ được phủ một cái lớp carbon. Thì cái phần lớp gia công carbon này thì nó vốn đã xuất hiện trên những cái thế hệ Dell đời trước rồi, nhưng mà về sau nó đã được loại bỏ, bởi vì đơn giản thôi đây là một cái thiết kế đã bị out meta, cho nên là nó sẽ có người thích người ghét. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình sẽ xin phép là không đánh giá quá nhiều và để các bạn có thể tự nhìn và chiêm ngưỡng nó, bởi vì nó không để lại cho mình quá nhiều ấn tượng. Và thực tế là mà nói, cái phần kê tay này đối với những người hay ra mồ hôi như mình thì nó lại rất là bám mồ hôi giống con tay luôn, nó khiến cho mình không thấy quá thoải mái khi mà sử dụng chiếc máy này. Kèm theo đó chúng ta cũng sẽ có cho mình một layout bàn phím, với đây là layout bàn phím rút gọn nha. Và kèm theo đó chúng ta cũng sẽ được bố trí hai phần loa ở hai bên để chúng ta có một trải nghiệm âm thanh nó rất là ok. Và thực tế thì trải nghiệm âm thanh từ trên chiếc máy này nó đem lại cho mình một sự thỏa mãn nhất định, bởi vì nó sẽ khiến cho chúng ta có cho mình những cái cảm hứng mới khi mà chúng ta đang thực hiện những cái công việc trên chiếc máy này. Ngoài ra thì ở trên phần bàn phím này nó cũng sẽ được có cho mình, nó chính là phần LED bàn phím, nó cũng khá là sáng, và kèm theo đó là một phần cảm biến vân tay để cho các bạn có thể thực hiện những cái thao tác liên quan đến bảo mật và cũng như là thao tác trên bàn phím này đều rất là ok. Về cảm giác nút bấm thì nó là một phần bàn phím có hành trình phím ở đâu đó rơi khoảng 1,5mm, thì nó cũng khiến cho cái
cảm quan cá nhân của mình đi, là đối với mình là ok, bởi vì cái đầu ngón tay của mình nó không được dài như các bạn đâu, cho nên là với hành trình phí 1,5mm thì nó cũng khiến cho mình đủ hài lòng rồi. Nó không còn phải quá là sâu như là 1,7mm như là những thiết bị đến từ nhà Asus, nhưng mà nó vẫn đủ để cho chúng ta có thể hài lòng. Nhưng mà cái phần sáng ở đây đó chính là về phần touchpad. Phần touchpad của nó thì nó được làm rất là rộng luôn. Các bạn có thể nhìn thấy là cái kích thước của nó là kéo dài từ cái phần nút Alt bên trái của mình ý, và nó kéo dài đến tận cái nút Control bên phải luôn. Thực sự một chiều dài rất là lớn luôn. Đây là một cái phần touchpad mà cái kích thước của nó không thôi đã có thể hoàn toàn so sánh với cả những cái thiết bị đến từ nhà MacBook rồi. Thế nên là mình thấy đây là một trong số những cái trải nghiệm rất là ngon. Và với những cái trải nghiệm mà mình có trên phần touchpad này thì nó đem lại một trải nghiệm không hề bị đứt đoạn. Những cái thao tác liên quan đến vuốt hai chạm này, thao tác đôi trên bàn phím này thì nó kết hợp với cả Windows để cho ra một những cái trải nghiệm thực sự rất là ngon luôn ấy. Thực sự ở trong phân khúc giá như thế này thì mình không thể nào mình tìm thấy một chiếc máy nào mà nó có những cái trải nghiệm như này cả, trừ những chiếc MacBook nhá. Và chắc chắn rồi, với đặc tính của một chiếc laptop workstation thì chúng ta cần phải xét thêm về cái phần cổng kết nối ngoại vi cũng như là kết nối không dây của nó, đúng không nào? Thì với kết nối không dây chúng ta sẽ có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.1. Ở thời điểm năm 2020 thì nó là kết nối cao cấp nhất, ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn hoàn toàn có thể làm tốt cái công việc của mình, kết nối đều rất là ok, không có bị gián đoạn ở đâu cả. Còn về cái cổng kết nối ngoại vi của nó thì sao? Đây sẽ là một cái chiếc máy có thể nói là làm cho những anh em đang là công tác trong ngành media phải phát cáu, bởi vì đơn giản thôi là nó sẽ không có sự xuất hiện ở cổng A đâu. Ở phần bên trái và bên phải chúng ta đều sẽ không thấy có sự xuất hiện của bất cứ một cổng A nào. Ở phần bên phải chúng ta có đây là chính là một giắc cắm tai nghe 3.5mm này, một cổng đầu đọc SD, một cổng USB Type-C 3.2. Còn ở phần bên trái chúng ta có đây là chính là hai cổng USB Type-C 3.2 nữa, và chắc chắn rồi sẽ có sự xuất hiện của một cái khóa Kensington. Số lượng cổng kết nối thực sự để mà nói thì nó cũng ở mức gọi là chúng ta có thể đáp ứng được những cái nhu cầu liên quan đến việc là chúng ta cắm thêm những cái hub, những cái dock các thứ vào, chúng ta có thể truyền ra cổng A thôi, để chúng ta có thể cắm được những cái thiết bị ngoại vi liên quan đến chuột này, bàn phím các thứ này. Thế nên là đối với cá nhân mình thì mình không thích cái điểm đấy cho lắm, nhưng mà thôi, hãng cho gì thì mình dùng đấy thôi. Và lời khuyên của mình khi mà các bạn dùng chiếc máy này thì ok, chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư thêm một cái hub để chúng ta có thể xuất ra cổng A, để chúng ta có thể cắm thêm chuột, bàn phím các thứ vào. Nếu như cái phần bàn phím và chuột của anh em sử dụng cái jack 2.4 hoặc là những cái jack USB bình thường thì chắc chắn là anh em hoàn toàn có thể sử dụng được rồi. Còn về cái điểm cộng của phần cổng kết nối này thì rõ ràng là về cái USB 3.2 Type-C rồi, nó đều sẽ là những cái cổng USB Thunderbolt 3 để cho anh em có thể truyền tải dữ liệu một cách rất là nhanh. Kèm theo đó chúng ta cũng sẽ có cho mình một cái khe SD to để chúng ta hoàn toàn có thể chuyển file, chuyển dữ liệu các thứ từ máy ảnh, từ những cái đầu thẻ nhớ nó to ấy, để cho các bạn có thể đọc file các thứ một cách dễ dàng mà không phải kè kè theo cái đầu đọc thẻ, thì nó cũng sẽ rất là ok. Còn nếu như là một chiếc máy như thế này nhé, mà còn không có đầu đọc thẻ nữa cơ, thì chúng ta biết cắm đầu đọc thẻ ở đâu bây giờ, đúng không nào? Đấy, rất là kiểu hụt hẫng. Ok, còn bây giờ chúng ta cùng nói về cái vấn đề quan trọng ở đây, đó chính là về phần hiệu năng đi. Thì chúng ta có đây là con gì? Ở đây chúng ta có con Intel Core i7 10850H, 6x12 luồng xung nhịp cơ bản là 2.7 và có thể nâng lên Turbo Boost là 4.9GHz, RAM 16GB DDR4 bus 3200, SSD 512GB, và kèm theo đó sẽ là con card đồ họa Nvidia Quadro T2000. Chúng ta sẽ có nhiều phiên bản nhé. Chúng ta sẽ có những cái phiên bản là sở hữu con T1000 này, T2000 này. Nhưng mà cái phiên bản mình đang có ở đây thì nó sở hữu cho mình đó chính là T2000. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể tin vào những cái khả năng xử lý đồ họa của nó. Bởi vì sao? Bởi vì những cái con card đồ họa Nvidia Quadro là những con card đồ họa được tối ưu hoàn toàn cho những cái tác vụ liên quan đến chợ, kiểu làm về đồ họa, làm về 3D ấy, làm việc các thứ ấy, thì nó sẽ là rất là ngon. Nhưng nếu các bạn sử dụng cái con card đồ họa này để có thể chơi game, thì với cả những cái con card đồ họa cùng đời đến từ nhà Nvidia GTX hay là RTX thì nó sẽ có cái hiệu năng chiến game nó là không bằng. Cho nên là các bạn hãy phân tích kỹ khi mà các bạn muốn mua chiếc máy này để làm gì nhá. Nó có thể hoàn toàn chiến những cái tựa game nhẹ không sao. Liên minh FIFA Online 4 ở mức setting bình thường thì nó đều hoàn toàn có thể chiến được. Nhưng nếu các bạn sử dụng những cái chiếc máy như thế này này để có thể làm được những cái tác vụ liên quan đến chiến game nặng, AAA các thứ này kia bla bla bla, thì mình không khuyên các bạn nên sử dụng chiếc máy này để làm cái công cụ như thế, bởi vì cái đơn giản thôi là cái phần tản nhiệt của nó không thực sự quá là đáp ứng được với cả những chiếc máy như thế này đâu. Cho nên là các bạn hãy tham khảo thật là kỹ nhá. Còn nếu như là các bạn đang muốn gọi là sử dụng cái chiếc máy này để làm cái tác vụ liên quan đến đồ họa, làm về dựng phim các thứ, xuất render video, thì mình hoàn toàn ủng hộ, bởi vì rõ ràng với cả con card đồ họa Nvidia Quadro T1000 thì với cả những cái thiết bị cùng đời ra cùng chiếc máy này này mà sử dụng các card đồ họa liên quan đến RTX ấy, thì chắc chắn các bạn luôn mà không thể bảo bằng được. Còn để mà chúng ta có thể minh chứng rõ hơn về cái phần hiệu năng của chiếc máy này thì mình cũng cho các bạn có thể tham khảo thêm những cái phần bài test mà mình đã có ở đây.
Còn về phần màn hình ấy, thì nó là một trong số những cái điểm mà các bạn cần phải quan tâm đầu tiên khi mà chọn mua một chiếc máy laptop liên quan đến đồ họa. Thì ở đây chúng ta được sở hữu một màn hình 15.6 inch này, tấm nền UltraSharp Full HD Plus XO 4 đến từ nhà Dell. Kèm theo đó chúng ta cũng sẽ có ở đây là chính là một màn hình nhám này, chống lóa, không cảm ứng, có 100% RGB, có độ sáng là 500 nits và màn này là màn giảm ánh sáng xanh nha các bạn, để cho các bạn có thể bảo vệ mắt. Thì có thể để ý thấy ở đây này, nó sẽ có rất nhiều option màn hình, các bạn cũng có thể tham khảo thêm. Ví dụ như là với những cả những cái phần màn hình các bạn hoàn toàn có thể tham khảo trên web của chungtrần.vn ấy, có những cái tầm giá khác thì nó sẽ có phần màn hình 4K này, có màn touch này, có cảm ứng các thứ để cho các bạn có thể làm những cái tác vụ bình thường mà các bạn hay làm trên phần máy tính bảng. Nhưng mà đối với cái việc là đây không phải là một chiếc máy xoay gập 360 độ ấy, cho nên là nó chỉ có một cái góc như thế này thôi. Nó không hoàn toàn được phun ra để mà các bạn có thể thao tác trên cái phần màn hình này, cho nên là mình cũng không thích lắm. Cái phiên bản là mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với cả cái ngành thiết kế đồ họa cũng như là làm về những cái tác vụ nhiều hơn, thì nó sẽ là những cái chiếc máy như thế này. Những cái phiên bản thấp nhất của nó ở phân khúc giá khoảng 22 triệu đồng. Nó sẽ có ở đây đó chính là một cái phần màn hình Full HD đủ dùng, Full HD cộng này, có sRGB 100% này, có độ sáng cao 500 nits. Ồ, rất là ok đấy chứ nhỉ. Thực sự là với một chiếc máy như thế này thì nó hội tụ đủ rất nhiều thứ để cho các bạn có thể sử dụng, và nó hoàn toàn có thể làm tốt công việc của mình. Kèm theo đó chúng ta cũng sẽ có ở đây đó chính là một viên pin 6 cell với cái mức dung lượng là 86Wh, và kèm theo đó là một cái viên sạc lên tới là 130Wh. Đây là một cái điều kiện tiên quyết để cho các bạn có thể cho ra một cái mức hiệu năng hợp lý nhé. Bởi vì sạc 130W cắm vào thì các bạn sẽ có cho mình cái mức hiệu năng tốt nhất, có phần tản nhiệt hoạt động trơn tru nhất để cho các bạn có thể cho ra những cái thành phẩm nó là mượt mà và hoàn hảo nhất. Thì nó là một điều cần thiết đúng không nào? Và đó là tất cả những cái trải nghiệm của mình liên quan đến chiếc Dell Precision 5550. Vậy các bạn nghĩ sao? Đây có phải là một sản phẩm đáng mua hay không? Tuy rằng là vẫn còn rất nhiều những cái sự lăn tăn giữa cái việc là chúng ta nên chọn mua Dell Precision 5540 hay là 5550, bởi vì nó có một cái sự chênh lệch hiệu năng không quá đáng kể. Nhưng mà mình nghĩ đây là một sản phẩm đáng mua chứ. Và hãy cùng chào đón video tiếp theo của chungtran.vn liên quan đến màn hết tech hiệu năng của cả hai chiếc máy đấy nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.